Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Phát Phát. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong video mới. Lâu rồi thì Phát mới quay lại chủ đề cover makeup của chị Bonnie. Thì hôm nay Phát sẽ thực hiện lại makeup look mới đây của chị vì đẹp quá đi mất. Nào, hãy cùng Phát bắt đầu thôi. Đầu tiên sẽ là bước dưỡng ẩm. Phát sẽ sử dụng dưỡng ẩm của Clinique để giúp cho lớp nền của mình được mịn mướt hơn. Kem nền hôm nay Phát sử dụng của Charlotte Tilbury. Vì da bạn model đẹp sẵn rồi nên Phát sẽ sử dụng foundation mỏng thôi để có lớp nền thật tự nhiên. Quầng thâm của bạn model hơi đậm nên Phát sẽ sử dụng kem che khuyết điểm của Clio để che hết quầng thâm đáng ghét. Các bạn nhớ sử dụng một lượng vừa đủ để tránh bị nếp nhăn dưới mắt nha. Sau đó, Phát sẽ sử dụng phấn mát màu số NC20 để phủ toàn bộ gương mặt cho model. Xong, Phát sẽ dùng bông phấn đi kèm dặm lại thêm một tí ở dưới mắt và hai bên cánh mũi. Đến bước chân mày thì lần này chị Bonnie vẽ chân mày có phần hơi đậm và sắc sảo, nên Phát cũng sẽ vẽ cho có đường nét một xíu và dáng chân mày cũng sẽ cong và hơi xếp lên. Bước này các bạn vẽ chân mày hơi đậm một xíu cũng không sao nha, vì makeup lúc này đậm thì mới là chất được. Lần này thì Phát sẽ tạo khói sâu và đánh mắt trước. Phát sẽ sử dụng bánh mắt của NYX màu nâu để tan ở phần ngay đường mí mắt thật đậm. Sau đó mình sẽ tan lan xuống đuôi và kéo dài một mắt ra tạo cảm giác mắt mình trông dài hơn. Và đừng quên dùng phấn thừa trong cọ để tan phần bầu mắt còn lại nha. Xong mình sẽ tan màu nâu xuống hết phần mắt dưới luôn. Tiếp theo, Phát sẽ sử dụng màu mắt vàng trong bảng mắt của NYX để tan vào hốc mắt và blend cho màu nâu ban nãy và màu vàng đều với nhau. Mình cũng sẽ tan cả phần mắt dưới luôn nha. Tiếp theo, Phát sẽ cut crease giống chị Bonnie trong video mới. Kiểu này thì ít khi Phát thực hiện lắm nên cũng khá run khi tới bước này. Nếu bạn nào chưa quen thực hiện bước này thì hãy thao tác thật chậm giống Phát nha, và kéo dài ra tới đuôi mắt luôn. Xong, Phát sẽ sử dụng màu vàng ban nãy để tan vào phần sát đuôi mắt lan nhẹ lên trên. Sau đó mình sẽ sử dụng màu nâu ban nãy đè lên phần mắt vàng mới đánh và tan cho thật đều với nhau. Kẻ mắt hôm nay Phát sẽ sử dụng giống chị Bonnie luôn, là của Kat Von D. Kẻ một đường line không quá dày, sau đó mình sẽ đá hất phần đuôi mắt lên và kéo cho đuôi dài ra, vì xíu nữa mình sẽ gắn mi nên các bạn đừng sợ bị dài quá nha. Phát sẽ bấm mi trước, sau đó mình sẽ gắn mi giả. Mình chỉ sẽ chuốt mascara ở phần mi thật mà không chuốt vào mi giả để mi trông có phần tự nhiên nhé. Các bạn đừng quên đánh tí nhũ ở đầu mắt cho thêm phần lóng lánh nha. Trong video thì chị Bonnie sẽ dùng liner kẻ thêm mi dưới để trông dày hơn thay vì sử dụng mi giả. Thì bước này Phát cũng sẽ sử dụng liner của Blow Fushi y chang chị Bonnie sử dụng để kẻ thêm lông mi vào cho nhìn dày hơn. Khó khăn lắm Phát mới tìm mua được đó. Rồi mình sẽ chấm thêm hai một ruồi y xì luôn. Đến tạo khói đây, Phát sẽ kẻ sống mũi và lan ra hai bên cánh mũi. Bước này thì Phát sẽ kẻ thêm một đường khói ở giữa mũi và dưới đầu mũi cho nhìn tây hơn mọi khi. Má hồng thì Phát cũng đã cố gắng mua cho giống chị Bonnie luôn. Má hồng của MAC màu siêu xinh. Phát sẽ tán lan đều ngay hai gò má và tan nhẹ xuống hai bên mặt để tạo một xíu hiệu ứng khói luôn.
Đính son thì đầu tiên Phát sẽ sử dụng chì kẻ môi màu nút hồng nhẹ để kẻ viền môi trước. Bước này thì mọi người không cần phải kẻ quá đậm hay là rõ viền môi đâu nha. Sau đó Phát sử dụng son của Fenty dặm nhẹ chứ không đánh quá đậm. Vậy là xong. Mọi người thấy thế nào? Lần này makeup look này khá khó khăn nên Phát makeup không giống lắm nên mọi người hãy xí xóa cho Phát nha. Nếu thấy thích video này thì đừng quên nhấn like và subscribe kênh channel của Phát nhé. Và follow Instagram của Phát nữa. Hẹn gặp mọi người trong video clip sắp tới. Mua.